món quà đặc biệt nhất trên thế giới. Bà Luisa, 64 tuổi, giáo sư Đại học Princeton, bang New Jersey, chính là mẹ nuôi của hai người con song sinh gốc Việt. Món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà bà muốn dành tặng cho hai người con trai sinh đôi Luke và Mark vào sinh nhật lần thứ 25 chính là kết quả giám định tìm thấy cha mẹ ruột. 23 năm trước, vợ chồng Luisa đã mở rộng vòng tay đón nhận hai bé trai song sinh người Việt gần 2 tuổi và đặt tên là Luke và Mark. Hiện tại, Luke đang theo đuổi chương trình thạc sĩ kiến trúc, trong khi Mark đã trở thành một kỹ sư xây dựng thành đạt. Mặc dù cả hai anh em đều có cuộc sống ổn định và viên mãn, nhưng nỗi tò mò về nguồn gốc vẫn luôn thôi thúc họ tìm hiểu về bản thân mình. Chúng tôi không biết mình là ai, đến từ đâu, cha mẹ mình là những người như thế nào, Luke trăn trở. Cha mẹ nuôi của Luke và Mark luôn tạo điều kiện để các con tìm hiểu về quá khứ của mình và hết lòng ủng hộ hành trình tìm lại nguồn cội của chúng. Chúng tôi hiểu rằng các con có quyền được biết về nguồn gốc của mình. Chúng tôi yêu thương các con vô điều kiện và sẽ luôn sát cánh cùng các con bất kể kết quả xét nghiệm ADN có như thế nào, bà Luisa khẳng định. Cả hành trình tìm kiếm cha mẹ ruột của Luke và Mark gặp vô vàn gian nan và thử thách. Họ đã không quan ngại khó khăn thử mọi cách có thể, từ đăng thông tin trên các diễn đàn trực tuyến đến hợp tác với các tổ chức nhận con nuôi. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, mọi nỗ lực của họ vẫn chưa đem lại bất kỳ manh mối nào. Giữa lúc tưởng chừng như hy vọng đã tắt, xét nghiệm ADN giống như một tia sáng cuối cùng lẻ loi trong bóng đêm. Luke và Mark đã thực hiện xét nghiệm 2 lần trước đó, nhưng không may, kết quả đều là con số không tròn trịnh. Tuy nhiên, họ vẫn không nản lòng, vẫn giữ vững niềm tin rằng lần thử nghiệm thứ 3 này sẽ mang đến những tin tức khả quan. Họ hiểu rằng hành trình này không hề dễ dàng, rằng có khả năng họ sẽ không bao giờ tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Nhưng họ vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng, bởi họ khao khát được biết về nguồn cội của mình, được tìm hiểu xem mình giống ai và từ đâu đến. Cha mẹ nuôi của Luke và Mark, những người đã yêu thương và nuôi dưỡng họ từ nhỏ, cũng hết lòng ủng hộ hành trình tìm kiếm này. Họ hiểu rằng các con mình có quyền được biết về nguồn gốc của mình và họ sẽ luôn ở bên cạnh các con dù kết quả có như thế nào. Từ đó, Luke và Mark đã được dấy lên một niềm tin rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi dạy dột bấy lâu nay về nguồn gốc của mình. Luke, chúng tôi biết rằng có khả năng chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy cha mẹ ruột của mình, nhưng chúng tôi vẫn muốn thử mọi cách có thể. Chúng tôi muốn biết nguồn gốc của mình và tìm hiểu xem chúng tôi giống ai. Luisa, ngay cả khi không tìm thấy cha mẹ ruột của các con, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ các con vô điều kiện. Chúng tôi là gia đình của các con, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Luke và Mark biết ơn sâu sắc tình yêu và sự ủng hộ của cha mẹ nuôi. Họ cũng biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ họ trong hành trình tìm lại nguồn cội. Câu chuyện đầy xúc động của bà Luisa sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của nhiều người, thôi thúc họ liên hệ và cung cấp thông tin. Trong số những người liên hệ đó, có 2 gia đình ở huyện Lộc Ninh, những người có khả năng chính là cha mẹ ruột của Luke và Mark. Gia đình thứ nhất là một cái cặp vợ chồng người Khmer chất phác không biết chữ, người vợ thậm chí còn không thể nói tiếng Kinh. Họ không nhớ chính xác thời điểm sinh con, nhưng ước tính vào khoảng năm 1998, sau khi sinh non tại Bệnh viện Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước, 2 đứa trẻ được chuyển đến Bình Dương. Trong khi đó, người mẹ vẫn phải ở lại bệnh viện. Gia đình nghèo khó, không biết đường xá, lại không có phương tiện liên lạc. Họ đành bất lực nhìn theo những đứa con bé bỗng được đưa đi mà không biết làm cách nào để tìm lại. Năm tháng trôi qua, nỗi đau mất con luôn canh cánh trong lòng người mẹ. Bà khao khát được gặp lại những đứa con yêu dấu của mình, nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã đã khiến bà không thể thực hiện được điều đó. Bây giờ, khi câu chuyện của bà Luisa được lan truyền, một tia hy vọng lẻ lói trong lòng người mẹ già. Bà mong mỏi rằng sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng bà cũng có thể được đoàn tụ với những đứa con ruột thịt của mình. Gia đình thứ hai mà bà Luisa kết nối được là một cái trường hợp vô cùng thương tâm. Đó là một cái cô gái trẻ thiếu năng trí tuệ, không may mang thai ở tuổi 15. Cô được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ để sinh con. Sau gần 2 tháng, các bé nằm trong lồng kính. ông bà ngoại nghèo khổ của cô gái đã đành lòng làm đơn nhỏ trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng các cháu. Họ hy vọng rằng một ngày nào đó, khi có điều kiện, họ sẽ đi tìm lại các cháu hoặc cho đến khi các cháu lớn lên và tự tìm về. Bà Luisa và gia đình, dù biết rằng có một số thông tin không khớp, nhưng vẫn quyết định tài trợ xét nghiệm ADN với cả hai gia đình. Tuy nhiên, kết quả lại khiến họ vô cùng thất vọng khi cho thấy không có quan hệ huyết thống với Luke và Mark. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần hiểu rõ đây là một hành trình dài cần sự kiên trì, gia đình Luisa và các con vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Trong hành trình tìm kiếm không biết mệt mỏi, bà Luisa đã may mắn kết nối được với một người dân địa phương từng sống gần bệnh viện Lộc Tấn vào thời điểm hai con trai bà được sinh ra. 2 tháng trước, bà đã không quan ngại đường xá xa xôi, bay đến Việt Nam và tìm về nơi chôn nhau cắt rốn của các con. Bà kể lại hành trình tìm kiếm gian nan của mình. Tôi đến xã Lộc Hưng và nhờ công an tìm kiếm người có tên trùng khớp với hồ sơ bệnh viện còn lưu lại nhưng không có kết quả. Sau đó, tôi cũng đến huyện Lộc Ninh nhưng cũng không tìm được thông tin gì. Là người trực tiếp dẫn đường cho người phụ nữ Mỹ trên hành trình tìm kiếm tung tích mẹ ruột của con trai tôi, Nguyễn Hương, 53 tuổi, ở Lộc Ninh, xúc động chia sẻ về những cái khó khăn mà bà Luisa phải đối mặt. Địa phương của tôi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Stieng và Khmer. Nhiều nơi vùng sâu xa không có Internet, nên khả năng tiếp cận thông tin rất là hạn chế. Tôi đã ép plastic hơn 100 tổ thông tin, tìm gặp một số già làng, trưởng ban để truyền tin và treo thông báo tìm người thân dọc một số con đường. Tình nguyện hỗ trợ gia đình bà Luisa vì cảm kích trước tấm lòng của người mẹ nuôi người Mỹ. Bà ấy đã bay cả một chuyến dài chỉ để khẳng định với tôi và những người ở đây biết câu chuyện tìm con là có thật. Ngay cả khi nhiều thông tin không trùng khớp, bà vẫn sẵn sàng tài trợ kinh phí làm xét nghiệm ADN giúp các gia đình sớm tìm được người thân. Tôi, Nguyễn Thị Mơ, cũng hỗ trợ tìm kiếm. Ban đầu tôi nghĩ cái trường hợp này không khó tìm vì hai bé sinh đôi, có tên cha mẹ, địa chỉ đầy đủ. Nhưng đến nay quá trình tìm vẫn rất khó khăn. Thông tin trong hồ sơ còn lưu cho thấy bố mẹ cấp song sinh đều có vẻ là người Kinh, nhưng ngoại hình giống đồng bào dân tộc thiểu số hơn. Liệu có phải họ đã ghi một cái tên giả hoặc đây là người khai sinh họ? Trong cái ngôi nhà mới chuyển đến ở Beach Haven, bang New Jersey, bà Luisa cho biết chuyến đi về Việt Nam tháng trước giúp bà nhận thấy vào năm 1998 mọi thứ chắc chắn khó khăn với người mẹ trẻ sinh đôi và để non. Gần đây một trong hai con gái ruột của Luisa sinh con. Quá trình chăm sóc em bé vô cùng khó khăn, cần sự góp sức của cả gia đình, trong đó có Luke và Mark. Họ càng trăn trở về mẹ ruột của mình hơn, nhưng họ cùng khẳng định không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ, chỉ cần biết mẹ còn sống khỏe, sống tốt là đủ. Hành trình tìm kiếm mẹ ruột của Luke và Mark thì vẫn còn tiếp diễn với sự hỗ trợ nhiệt tình của những cái người tốt bụng như chị Hương và chị Mơ. Họ sẽ không bỏ cuộc bởi họ tin rằng tình mẫu tử thiêng liêng sẽ vượt qua mọi khó khăn, giúp họ tìm thấy nhau. Quý vị khán giả hãy cùng bàn luận với kênh mình nhé. Đừng quên like, share để ủng hộ biên tập viên của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.